Văn Toàn dẫn đầu một trong thông số đặc biệt tại đội bóng Hàn Quốc. Qua mỗi trận đấu, Văn Toàn ngày càng cho thấy sự thích nghi tốt với lối chơi của Seoul Ellen nói riêng và môi trường bóng đá Hàn Quốc nói chung. Ở vòng đấu gần nhất thuộc K-League 2, Văn Toàn được đá chính khi Seoul Ellen làm khách trên sân của Ansan Winner. Nỗ lực của tiền đạo người Hải Dương đã góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1, qua đó thu hẹp khoảng cách với top 5 xuống còn 4 điểm. Sau 14 vòng đấu K-League 2 mùa giải 2023, Văn Toàn thi đấu 8 trận, 3 lần đá chính, với tổng cộng 342 phút có mặt trên sân. Số lần ra sân của cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đã có thể cao hơn nếu anh không phải nghỉ hơn một tháng vì chấn thương. Mặc dù chưa có bàn thắng hay đường kiến tạo nào tại K-League 2, Văn Toàn vẫn được ban huấn luyện Seoul Ellen đánh giá cao. Đóng góp của chân sút 27 tuổi thể hiện phần nào qua một thông số đặc biệt do trang Footmob thống kê. Cụ thể, Văn Toàn đang dẫn đầu Seoul Ellen về số lần giành quyền kiểm soát bóng trong khu vực 1/3 sân gần khung thành đối phương, tính trung bình trong mỗi 90 phút, 1,1 lần. Con số này nhỉnh hơn so với các đồng đội trên hàng công như Yu Jung Hwan, 1,0 lần, Ronan, 1,0 lần, hay Lee Sang-min, 0,8 lần. Tầm hoạt động rộng, di chuyển liên tục với nguồn năng lượng dồi dào, Văn Toàn là nhân tố quan trọng để Seoul Ellen gây áp lực ngay bên phần sân đối phương. Từ đó mở ra những cơ hội tấn công chớp nhoáng. Ngoài ra, tiền đạo người Hải Dương cũng đứng thứ hai về thông số số lần rê bóng thành công mỗi 90 phút với 1,3 lần, chỉ kém duy nhất Yu Jung Hwan. Tuy nhiên, tỷ lệ rê bóng thành công của Văn Toàn mới đạt 45,5%, chưa cao như mong đợi. Bên cạnh việc thích nghi tốt trong lối chơi của Seoul Ellen, Văn Toàn cũng cho thấy sự hòa nhập bên ngoài sân cỏ. Nhà vô địch AFF Cup 2018 tích cực học tiếng Hàn Quốc, chủ động trong giao tiếp với đồng đội và người hâm mộ. Chính điều này giúp hành trình tại K-League 2 của anh trở nên thuận lợi hơn. Những gì đang diễn ra với Văn Toàn cho thấy tầm quan trọng trong việc lựa chọn bến đỗ đối với các cầu thủ Việt Nam muốn ra nước ngoài thi đấu. Một điểm đến phù hợp về chuyên môn và gần gũi về mặt môi trường sống có thể mang tới nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.